chế một cái chiếc áp để điều chỉnh tốc độ hoặc điều chỉnh ánh sáng, to nhỏ, sáng mạnh hay sáng yếu nhá. Hôm nay tôi không trên các video của mấy bạn trên YouTube, các bạn đấy là một con D718. Đây là tôi không sử dụng con D718 mà tôi sử dụng cái con tip 41C S406, cứ con tip 41C. Cái này tôi lấy ở trong cái loa này, và chiếc áp này tôi lấy trong cái âm đi. Có cái chiếc áp này là chiếc áp 50k nhá, hay còn gọi là biến trở. Đây là 50k. Yeah. 50k. Cái này tôi dạ gắn rồi. Tí tôi hướng dẫn anh em, có sơ đồ đàng hoàng cho anh em xem. Đây 50k. Anh em gì rồi? Đấy, tháo ra được. Đấy. Tôi sẽ chạy thử cho anh em xem rồi tôi hướng dẫn nha. Tôi hướng dẫn nha. Đây. Âm đóng motor. Tí tôi hướng dẫn anh em cụ thể cách chi tiết. Đấy, motor chạy rồi. Đây tôi sử dụng nguồn 5V, cái motor là 12V nên tôi sử dụng nguồn 5V nên nó chạy yếu, các bạn thông cảm nhé. Giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn anh em nhé. Bắt đầu anh em hướng dẫn anh em chế. Đây. Đây à. Đây là cái con đây con tip 41C phải không? Nó có 3 chân này. Đầu tiên anh em lấy một tấm nhôm tản nhiệt, anh em gắn vào đây. Gắn vào đây xong anh em vặn ốc con ốc vào cái tip 41C, anh em vặn vào đây, vặn vào cái tấm nhôm để tản nhiệt. Đây, đây còn chiếc áp 50k tôi lắp vào đây. Ngay cái lấy em vào. Đấy, anh em hàn. Anh em cứ hàn cái chân đầu tiên này. Đây tôi dẫn. Cái đơn chân đầu tiên của cái con tip 41C là gắn với anh em để như chỗ này nhá. Đây anh em nhìn rõ. Tip 41C cái chân đầu tiên này là em với là anh em gắn cái kênh chân ngoài cùng của cái con chiếc áp đây ạ. Còn cái chân giữa thì gắn với chân giữa là ok. Cái chân giữa này tự trưng chân dương để vào đầu nguồn vào chân dương. Còn đây nhá, để tôi hướng dẫn anh em. Còn một chân của motor này thì anh em bật chân ngoài cùng này. Đấy, nó chạy. Đây, tôi sẽ quấn cho anh em xem. Đây, anh em quấn rồi. Cái chân giữa là âm, à chân giữa là chân, xin lỗi nhá, chân giữa là dương. Còn chân này là tôi đang đấu là chân âm. Nhưng motor này quay trở lại cũng được, không quan trọng. Không nhất thiết là phải đúng chiều, đúng cực nó mới chạy. Đấu chiều nào nó cũng chạy mà. Đây. Đây tôi đấu tạ, tôi không hàn. Để tôi tháo ra này. Tôi không hàn. Lấy cái tờ giấy này nó dán lên để anh em xem nha, để nó quay tốc độ nha. Đây. Tôi được rồi. Anh em nhìn chưa? Là tôi sẽ đấu điện cho anh em xem nha. Đây nguồn này. Đây tôi sử dụng nguồn 5V nên nó yếu. Cái chân giữa của transistor này, à của tip 41C này, tôi xin lỗi nha. Của tip 41C là đấu với chân dương. Ok chưa? Còn chân âm là đấu vào chân còn lại của motor. Và là bóng đèn cũng vậy. Đấy, chân âm. Ok chưa? Hoàn lành, bành đào chưa? Để sử dụng anh em chỉ vặn chiếc áp là được. Đây à. Giờ tôi sẽ vặn được điều chỉnh. Đấy. Quay nhanh nha. Quay chậm nào. Đây là quay chậm nha. Anh em nhìn chưa? Quay chậm nha. Cái này cánh này hơi to này, anh em nhìn nữa. Mạnh à. Đấy. Chạy đấy. Chạy nhất có thể đấy. Đây sử dụng 15V nên cảm giác anh em nhìn cảm giác lại yếu. Đấy. Nên tôi vặn nhanh à. Đấy. Chạy chậm nào. Đang vặn. Anh em vặn từ từ nhé. Đấy thì mới cảm nhận được. Đấy nó mới vặn được chứ. Nên về tôi động mạnh quá. Vậy. Đây à, nó mạnh rồi. Mạnh chưa? Yếu à? Anh em ơi, đây là sơ đồ nhá. Anh em nhớ à? Đấy, sơ đồ.
Anh em để chụp mặt ảnh lại. Lưu vào nha. Đấy, anh nhìn sơ đồ rồi. Rồi ok nha, đây là sơ đồ. Đấy, sơ đồ nhá. Đấy, đây sơ đồ. Rất là đơn giản nhá anh em. Anh em chụp lại.